Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào ngày 4 tháng 4. Với nguồn lực khổng lồ từ quốc gia Bắc Âu, sức mạnh và kho vũ khí của khối quân sự lớn nhất thế giới sẽ được củng cố như thế nào? Nga và Ukraine phản ứng trái ngược về thành viên mới của NATO, bên răn đe, bên hoan nghênh. Các tin tức nổi bật khác, Trung Quốc phản đối Liên Hợp Quốc gia hạn nhiệm vụ điều tra tội ác chiến tranh. Giá dầu tiếp tục tăng khi các kho dự trữ của Mỹ giảm sản lượng. Sau đây sẽ là chi tiết những tin tức thế giới vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 4 tháng 4, Phần Lan đã chính thức gia nhập Liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO. Với sự gia nhập của Phần Lan, khối NATO dự kiến sẽ có thêm một quân đội hùng mạnh được tổ chức để phòng vệ chống lại Nga, vì Nga và Phần Lan có chung đường biên giới chung dài khoảng 1.340 km. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg phát biểu trong ngày trọng đại này như sau: "Chúng tôi sẽ kéo cao lá cờ Phần Lan tại trụ sở NATO. Đây sẽ là một ngày tốt lành cho an ninh của Phần Lan, Bắc Âu và toàn bộ NATO." Theo thông tin từ Newsweek, ngân sách quân sự hàng năm của Phần Lan khoảng 6 tỷ đô la để hỗ trợ các lực lượng vũ trang gồm 23.000 người. Nhưng các chuyên gia cho rằng quốc gia Bắc Âu này có hệ thống nghĩa vụ quân sự giúp họ mở rộng lực lượng vũ trang lên đến 280.000 quân nhân trong thời chiến. Từ những cuộc xung đột ở thế kỷ 20 và cuộc chiến ở Ukraine hiện nay, Phần Lan đã lên kế hoạch xây dựng hàng rào biên giới với Nga. Chỉ số hỏa lực toàn cầu đã xếp quân đội Phần Lan mạnh đứng thứ 51 thế giới. Phần Lan có nhiều đạn pháo hơn cả Đức và Pháp cộng lại. Các vũ khí này được cho là đủ khả năng để quốc gia Bắc Âu tàn phá bất kỳ cuộc xâm nhập nào mà chưa cần đến việc triển khai lính bộ binh. Nhà nghiên cứu Matti Pesu của Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan nói với Newsweek rằng với năng lực của mình, Phần Lan gia nhập NATO sẽ giúp liên minh có thêm điều kiện để bảo vệ an ninh khu vực. Quân đội Helsinki cùng các lực lượng trên bộ của NATO sẽ tạo thành xương sống tại lãnh thổ của các đồng minh Bắc Âu. Phần Lan hiện đang sở hữu 239 xe tăng chiến đấu chủ lực với nhiều dòng khác nhau, trong đó có 100 xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng trưởng Quốc phòng Phần Lan tướng Timo Kevinen đã tuyên bố chúng tôi có khả năng phòng thủ tốt trước các cuộc chiến giống như những gì đang xảy ra ở Ukraine. Nếu tính theo đầu người, chúng tôi có lẽ là quốc gia có hỏa lực mạnh nhất ở châu Âu. Cùng với Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, Phần Lan sẽ là một phần của chiến tuyến NATO vì có chung đường biên giới với Nga. Quân đội Helsinki sở hữu phi đội gồm 55 chiếc FA-18 Hornet do Mỹ sản xuất. Các máy bay phản lực của Phần Lan còn được trang bị tên lửa không đối không Sidewinder và tên lửa hành trình không đối đất JASSM. Các vũ khí này được dự đoán là sẽ hoạt động ở biên cương Đông Bắc, tức là giáp với Liên bang Nga. Riêng lực lượng hải quân, ông Pesu cho biết chính quyền Helsinki tập trung nguồn lực tại các biên giới và quần đảo. Tuy nhiên, khu vực biển Baltic gần Nga vẫn được trang bị đầy đủ vũ khí bảo vệ. Theo ông Pesu, quân đội Phần Lan giờ đây sẽ từ bỏ tính trung lập và tự lực đã có từ nhiều thập kỷ qua. Nhà nghiên cứu này nói rằng điều quan trọng là Phần Lan và các đồng minh phải diễn tập thường xuyên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Âu. Điều đó vô cùng quan trọng. Phần Lan có thể đóng vai trò hỗ trợ như một quốc gia chủ nhà cho các đợt tập trận của NATO. Sau khi Thủ tướng Sanna Marin thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua và chưa rõ liên minh cầm quyền mới sẽ có chính sách như thế nào, ông Pesu cho rằng có một khoảng trống ở Phần Lan. Do đó, chính quyền Helsinki có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của NATO để bảo vệ các tuyến vận chuyển ở biển Baltic. Trước việc Phần Lan trở thành một phần của NATO, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản ứng về sự kiện đáng chú ý này. Cụ thể, Nga tuyên bố động thái của Phần Lan sẽ gây tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nga viết, như chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần trước đó, Liên bang Nga sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự hoặc bất kỳ biện pháp nào khác để chống lại các mối đe dọa tăng cao từ việc Phần Lan gia nhập NATO. Bộ này tuyên bố, hơn nữa, Moscow sẽ thực hiện các bước đi cứng rắn để phản ứng trước việc Phần Lan gia nhập NATO. Các phản ứng sẽ dựa trên những điều khoản đặc biệt giữa NATO và Phần Lan, chẳng hạn như triển khai vũ khí và quân đội NATO đến lãnh thổ quốc gia Bắc Âu. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự mở rộng mới nhất của NATO đang phá hủy tình trạng an ninh đã có từ lâu của toàn bộ Bắc Âu. Chính quyền Helsinki đã làm ảnh hưởng đến lập trường quốc tế của Phần Lan. Gia nhập NATO sẽ khiến nước này từ bỏ trạng thái trung lập, đánh mất sự độc lập và vị trí đặc biệt trong quan hệ quốc tế. Cùng với đó, Moscow cũng cho rằng sự kiện Phần Lan vào NATO là một sai lầm nguy hiểm mang tính lịch sử vì nó sẽ khiến cho an ninh khu vực đối mặt với rủi ro xảy ra xung đột. Tại Moscow, những người ủng hộ Điện Kremlin đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ và giơ cao khẩu hiệu NATO phải dừng lại,
hay NATO tài trợ cho chủ nghĩa phát xít. Tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga cách biên giới Phần Lan khoảng 150 km, một cư dân tên Nikolai nói với Reuters rằng người Nga giờ đây sẽ coi Phần Lan là một quốc gia thù địch. Người này nói, Phần Lan đang tự gây rắc rối cho chính họ khi gia nhập NATO. Chúng tôi từng coi họ là một quốc gia anh em gần gũi nhất với chúng tôi về tinh thần và mối quan hệ kinh tế cùng có lợi. Theo Reuters, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, người dân St. Petersburg rất thích đến thăm thủ đô Helsinki của Phần Lan, cách đó chỉ khoảng 5 tiếng lái xe. Mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn với người Phần Lan. Vì chúng tôi không sang quốc gia họ du lịch nữa sẽ khiến họ chịu nhiều thiệt hại, cư dân tên Yevgeny chia sẻ. Reuters cho biết, không ai trong số 5 người mà hãng tin phỏng vấn thể hiện thái độ đồng tình với quyết định từ bỏ vị thế trung lập của Phần Lan. Một cư dân tên Vasily lặp lại lập trường của Điện Kremlin. Đó là một âm mưu của phương Tây, chúng tôi vốn có quan hệ láng giềng tốt với Phần Lan. Trong khi đó, một người dân địa phương là Alexei nói rằng Phần Lan nên đoàn kết với Nga để chống lại NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4 tháng 4 đã chúc mừng Phần Lan gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo ca ngợi việc NATO kết nạp thành viên mới là một sự đảm bảo an ninh hiệu quả trong khu vực giữa bối cảnh của xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Chúng tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius sắp tới sẽ đưa Ukraine tiến gần hơn đến mục tiêu hội nhập phương Tây của chúng tôi. Ông Zelensky nói thêm, ý đề cập đến cuộc họp tiếp theo của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu dự kiến diễn ra tại thủ đô của Litva vào ngày 11-12 tháng 7. Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái, sau nhiều năm theo đuổi lập trường trung lập về quân sự. Sau gần một năm, quốc gia Bắc Âu đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong buổi lễ tại trụ sở NATO ở Bruxelles vào ngày 4 tháng 4, giúp tăng thêm khoảng 1.300 km, hơn gấp đôi chiều dài biên giới chung của Liên minh với Nga. Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của đất nước chúng tôi đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto phát biểu sau lễ gia nhập. Vừa qua, Trung Quốc bỏ phiếu phản đối việc Liên Hợp Quốc gia hạn nhiệm vụ điều tra tội ác chiến tranh thêm một năm nữa. Đây vốn là hoạt động điều tra những hành vi mà quân đội Nga gây ra ở Ukraine. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã mở cuộc bỏ phiếu để gia hạn thêm các nhiệm vụ của Ủy ban điều tra quốc tế độc lập ở Ukraine. Tổng cộng có 28 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống và 17 phiếu trắng. Theo báo cáo hồi tháng 3, ủy ban này đã tìm được các bằng chứng liên quan đến hành vi tra tấn và phá hoại cơ sở năng lượng ở Ukraine, và những bằng chứng này có thể khiến cho bên đứng sau thực hiện đối mặt với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Phía Nga đã từ chối tham gia vào buổi bỏ phiếu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và phủ nhận nhắm mục tiêu vào các đối tượng dân sự ở Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, bà Yevhenia Filipenko, phát biểu rằng chúng tôi tin việc điều tra tội ác chiến tranh của Ủy ban sẽ cứu được nhiều mạng sống vô tội và khiến cho Nga phải chịu trách nhiệm trước công lý. Được biết, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có quyền hạn pháp lý để truy tố, nhưng các cuộc điều tra của họ sẽ cung cấp bằng chứng để các tòa án tiến hành xét xử. Hôm 4 tháng 4, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova-Belova đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC liên quan đến việc trục xuất trẻ em khỏi Ukraine một cách bất hợp pháp. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, nữ quan chức khẳng định đây là một cáo buộc sai sự thật và gây ra sự hoang mang. Bà nói rằng Nga luôn tôn trọng quyết định của phụ huynh và họ hành động dựa trên lợi ích tốt nhất của trẻ em. Bà Lvova-Belova nhấn mạnh, bà sẵn sàng giải quyết từng vấn đề với từng gia đình nếu có. Ủy ban trẻ em của Nga cho biết Donetsk và Luhansk, hai vùng lãnh thổ Ukraine tuyên bố chủ quyền và hiện do Nga kiểm soát một phần, đã yêu cầu Nga tiếp nhận dân thường, bao gồm trẻ mồ côi và trẻ em lạc mất cha mẹ. Theo bà Maria Lvova-Belova, kể từ tháng 2 năm 2022, Moscow đã tiếp nhận hơn 5 triệu người từ vùng Donbass của Ukraine, trong đó có 730.000 trẻ em. Hôm 17 tháng 3, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất trái phép trẻ em khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở Ukraine. Điện Kremlin nói rằng quyết định của ICC là thái quá, không thể chấp nhận được và vô hiệu đối với Nga về pháp lý.
giá dầu ở châu Á tiếp tục tăng vào sáng ngày 5 tháng 4 sau khi có thông tin kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, cũng như việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tuần qua. Cụ thể, giá dầu thô Brent đã tăng lên 85,3 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, dầu thô tiêu chuẩn West Texas Intermediate của Mỹ cũng tăng lên hơn 81 đô la Mỹ một thùng. Theo nguồn tin từ Viện Dầu khí Mỹ, giá dầu tiếp tục tăng là do các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã cắt giảm 4,3 triệu thùng dầu trong một tuần vào cuối tháng 3. Còn tại châu Á, các cơ quan dầu mỏ của Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng giá nhanh nhất trong 9 năm qua. OPEC cộng, trong đó có Nga, cho biết quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ là nhằm ổn định thị trường dầu. OPEC cộng tuyên bố sẽ cắt giảm 3,66 triệu thùng dầu mỗi ngày. Theo ước tính của Reuters, con số này tương đương với 3,7% nhu cầu sử dụng của toàn thế giới. Hai con hổ con Subacha quý hiếm vừa lần đầu tiên ra khỏi hang của chúng tại vườn thú Shetter, Anh, trước sự vui mừng của các nhà bảo tồn. Các cá thể này chào đời vào ngày 7 tháng 1, được đặt tên là Olive và Rhea, theo tên của hai ngọn núi trên đảo Sumatra của Indonesia. Chúng là con của cặp hổ Kasana và Das. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, hổ Sumatra đang trên bờ vực tuyệt chủng, với chưa đến 400 cá thể sống trong môi trường tự nhiên. Cặp hổ con mới sinh là một phần của chương trình nhân giống các loài có nguy cơ tuyệt chủng tại vườn thú Shetter, nhằm gia tăng số lượng, bảo vệ tương lai của loài hổ Sumatra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!